Xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Chào bà cô chú. Thì hôm rồi cả nhà Tiền có làm sữa chua Nha Đam á cả nhà ơi, thì được chị giấu tên á, thấy thì rất là thích cái món sữa chua này luôn nha. Cho nên là đặt Tiền với lại Hiếm Ba để làm tặng cho bà con với lại các em nhỏ nha cả nhà ơi. Hôm nay thì mình không có làm Nha Đam nữa, nhưng mà Tiền sẽ làm sốt nha cả nhà, sữa chua sốt chanh dây nè, dâu tây nè với lại kiwi nha. Rồi bây giờ Hiếm Ba đang lường nước nha. Hôm nay là mình làm cái số lượng hơi nhiều nha cả nhà. Thường thì Hiếm Ba lượng là tới đợt gọi là 3 lít thế ba. Đợt này là làm gấp 2 gữ. Ở đây thì Tiền cũng chuẩn bị hết trơn luôn. Cái này là sữa đặc nha. Còn này là sữa chua cái không đường với lại sữa tươi Vinamilk. Ở đây thì có thêm đường phèn, muối nè. Giờ thì Tiền sẽ chẻ cái phần chanh dây ra trước nghe cho mấy đứa nhỏ nó lột, nó nạo. Đây nè, hai đứa nạo vô, nạo vô cái tô đi. Dạ 7 lít điểm ba. Nhiều dê mà còn thiếu nữa đó em ba. Để đâu chị đẹp cho. Gì cơ? Để đâu chị. Dạ. Nạo hết rồi đấy. Nè nạo hết thì bỏ qua bên đây. Ừ đúng rồi. Này mình sẽ làm sốt chanh dây cả nhà. Nó sẽ giống như là có mấy cái vị hương vậy đó. Thơm không? Thơm mất luôn. Trời ơi, cái đầu của Miêu. Sáng giờ. Nãy giờ nào không cái nào chưa xong. Cái nước này hồi mình làm dư á, mình quậy nước đá uống á, em ba ngon lắm nè. Chanh dây nè. Tiền nạo ra cho mấy đứa nhỏ nạo á cả nhà. Hồi nãy cho em ba suốt. Cái đường nó là đầy nội phải không? Thì hôm bữa mình làm 3 lít là nửa ký, bây giờ làm 6 lít là 1 ký. 1 ký 250 gram. 250 gram là 1 ký 250 gram. Bữa nay là có đắt với đứa Miêu phụ nữa nha. Trên dây thì này Tiền làm hết luôn, nếu mà mình làm cái suốt hơi nhiều ở nhà mà mình làm dư á thì mình để dành túi lạnh quậy đá uống được. Thơm hay đắt? Dạ. Muốn ăn dạ. Cái nó ngọt dạ. Cái luôn. Cái chiều nay vô mẹ hóng cái sước hay gì? Dạ. Hổm gà đòi máy sước bay. Bởi vì nó không cho cắt hết cả nhà. Lập máy bay sước. Hồi sáng cũng phải đi vô cái gì vậy? Bách Hóa Xanh. Mua chanh dây. Dạ. Ồ, trái này không có gì hết. Thôi rồi cả nhà không có miếng nước nữa. Bỏ nó đi. Khô hả? Nghe là nó chưa dại. Dạ. Thơm nha. Dạ thơm. Đây là chanh dây này chắc hơi bị hao đường. Tại vì Tiền thịt thấy nó thật lớn đường chua. Vị nó chua. Chanh dây thì chồng mình bụi ăn hoài hết á. Trái dữ lắm, trái luôn các bạn. Đây là hai trái kiwi nha. Kiwi này là của cô Ba tặng hôm bữa tới giờ này cả nhà, nhưng mà Tiền chưa có ăn. Hôm nay thì Tiền sẽ lấy ra để mà mình làm súp luôn. Nè nè. Thôi kiwi này, kiwi vàng. Đây là dầu tây. Kiwi vàng cả nhà ơi. Đây. Nhỏ nó ăn bớt cầm lum luôn. Kiwi vàng có hai loại, kiwi vàng, kiwi xanh. Ừ, cái loại xanh đó, mình làm cái nó xanh vờn luôn. Con cái giỏ. Bữa nay nhờ chị đặt cho nên là Tiền với lại Hiếm Ba có công chuyện làm ở cả nhà. Nếu mà ai có muốn đặt sữa chua thì cứ liên hệ với Tiền nghe, cái này Tiền gửi đi xa được luôn nha cả nhà. Gửi đi xa luôn là bao luôn, bao hàng luôn. Bao ship luôn hả? Không, ship thì cả nhà phải chịu, tại vì mình bán mình đâu có lợi nhiêu đâu.
bao ship nữa là rồi luôn á. Lấy cái dành làm dành mau vậy, mấy cái hai cái trái này bỏ nhà bỏ dưới đi đó. Dạ. Hư rồi đó đó. Dạ. Thì sẽ lấy cái cùi của nó ra. Tiền sẽ xắt hạt lựu nha, để hồi mình xem. Điền cái xong chơi nó cũng tựa tựa vậy á. Cái này nó chín mùi rồi nè hết ba. Chín nó hết đồ giòn hả? Dạ. Cái muỗng đi rồi Hanh à. Có muỗng kìa. Hết rồi. Làm đi, gì ông làm đi, ông làm đi. Mình đi cuốn dâu rồi. Cái ba lặt đi con sắt luôn cho. Ừ. Nhìn ở trong nó bận. Nó hôm cái mùi nó hôm hôm sao ấy ba. Cái giấy kiwi này nè. Thơm mùi là lạ, không biết mùi gì. Hay là mùi danh dây của ba ấy qua nồng. Là sao mùi trên dây không á, nó ngộ hay nó có mấy cái hộp hộp mè giống chuối vậy bực. Dạ. Ruột cái giống ruột chuối cái xiêm còn bụi cái dâu nó to, dâu nó đỏ vậy nó chín mùi nó mới ngon. Nghĩa ơi, vô bài bắt. Cái gì như trái thanh long ấy bà. Nè. Thấy không? Thì gì như trái thanh long bụng vàng vậy. Thì mua này rất là ngon luôn nha. Giờ mình sẽ xẻ ra, mình sẽ xắt hạt lựu luôn. Ngon ha. Đắt chắc mai mốt làm đầu bếp quá. Có đâu. Học nghề đầu bếp đi, đắt nữa về nấu cho vợ ăn. Ừ. Chứ thấy tiền làm gì ảnh cũng thích thú á. Đây mình cho đường vô nha. Mình xài đường phèn lắm nè. Phải đứt nước. Phải đứt nước. Cái chuẩn bị mình ta sên đường, sên ba cái sên cái chanh dây trước đi. Chanh dây cho đường vô. Chanh dây này chua cho đường nhiều nhiều đi. Tùy theo khẩu vị của cái nhà nha, nên là mình ngọt thôi. Này là mình làm theo cái tâm á, tâm linh. Tâm linh, cho muốn uống vô. Tan rồi mình sẽ cho chanh dây vô. Mình
còn mình uống đá cũng được, uống nước đá mình quậy đá uống cũng được, ngon. Đây mình làm nó kẹo lại. Cái tan thợ nấu không được. Thợ nấu tắt cu. Thơm quá. Cái này mà có tôm mà sút vô cả nhà. Tôm. Xuất sắc. Ký tôm gì sút trên dây. Sáng mua ký tôm gì đãi cho nhân viên mặn chứ. Bữa nay cho nhân viên ăn cá chốt. À, đó. Đây đó, bữa nay ăn ăn cá chốt còn béo. Để vô là vừa đó. Ngọt không? Chua chua ngọt ngọt nó mới ngon. Dạ. Tan hết thì thôi cưng, để cho nó sôi đi. Tan hết phải quậy lấy cái giá ra đi. Giá để vô cái xô á. Đây đây nè. Để cái tô nè. Nó kẹo nè cả nhà. Mình sẽ cho cái gia tô nè. Tắt bếp. Gia tô này mình sẽ sên cái món mới nè. Kẹo gì đó nó mới ngon đó. Mềm lạnh luôn ha. Mình rửa chảo. Để mình lên sân đi. Quy này nó ít, mình ra đường ít đi. Mình muốn đi. Hay ít nước à. Khô được. Nó kẹp lẹo đi được. Kẹp lẹo nó mau qua sơn đặc. Xong rồi sẽ lấy dầu. Chơi quậy đâu bố chơi đâu dành chơi nó à đánh tay đâu chị tía. Rồi mình chơi cái video sơn luôn. Đúng một dầu vô rồi. Thường thì chị thấy người ta làm cái nhà là sẽ có mua cái loại mà cái được cái kiwi với dâu này nó sơn nó vô chai sẵn ở cả nhà. Còn cái này thì mình muốn tự ở nhà mình làm luôn nha, mình làm mứt ở nhà luôn, mình sẽ có cái độ ngon của mình hơn. Mua cả nhà không có thì mua tiệm mình làm cũng được. Cái đó kẹo dữ không mấy ba? Ngon. Đúng rồi, chị nó mới ngon. Rồi xong sơn dâu nữa, sữa cái với lại sữa tươi luôn nha cả nhà. Trước tiên thì mình sẽ mua sữa đặc trước nè. Hôm nay thì mình mua cái hộp này nó sẽ ngậy hơn. Này là sữa giấy nha. Đợt này mình làm số lượng nhiều, không biết cái thau này đủ không. Thao hồi nãy là cũng bằng thao bệnh không? Dạ. Nước không còn nửa thao rồi. Tại vì đợt này mình làm hơi nhiều quá nhà. Làm mấy trăm hũ. Giờ mình làm trăm mấy thôi, cái này làm. Dạ. 300 mấy. Cái món này là bé bé rất là ưa thích. Bé lớn còn thích nữa, nó chi bé nhỏ. Ít quá không dám ăn nữa chứ. Ồ kiwi nó sơn đi cả nhà. Cái này là cho nó tan ra hết luôn. Mình cũng sẽ có vài hộp vài hộp khi mình ăn là mình đụng vô cái mình cắn cái là nó có cái thịt của trái kiwi. Cái này nè. Nè đắt qua đây con cẩm này cho chị đi đắt.
cầm cho nó chảy xuống. Tính ra nếu mà mình làm hộp sữa bò giống như đợt rồi tiền làm á, thì một hộp đó là 380 gram, là cái hộp này á, là một ký 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 284 gram, và tính ra làm hai hộp kia thì nó 700 vậy chạy ra là một cái hộp này bằng 4 hộp kia hết ba, gần 4 hộp. Nghiêng mạnh xuống cho nó chảy thôi. Bóp nó xuống kìa. Đúng rồi, tiết kiệm từ miếng. Vậy là một cái 4 hộp là 3 hộp. Vậy là mới hấp ra là tụi tôi 3 hộp mấy, 3 hộp rưỡi này nghe cả nhà. Chảy ra. Nè, tôi để giúp chị nè, con bóp vậy. Bóp nhẹ thôi đó, thằng hấp lực. Đây sữa chua cái thì tiền sẽ sử dụng là 12 hộp cả nhà. Cho vô đây luôn. No. Chơi gì đó mới? Chắc hình, dán hình. Dán hình cô dâu. Quá đẹp luôn. Đợt rồi làm á, hầu như là mình bán ai cũng khen ngon hết á cả nhà. Vừa cái vị béo của nó luôn. Dán vô đây cái kiếm đó. Cái hao này không đủ đó ba. Chắc họ pha nước đường vô là mình phải chuẩn bị cái nồi. Cái nồi là cái hao bự hơn. Cái này nó kẹo rồi nè. Dạ. Cho gato đi là mình làm món mới. Dạ, mấy đứa làm gì vậy? Vét sữa. Rồi á, tiền mua bằng cái hũ bự á cả nhà. Đợt này đi quên vô hũ bự. Cho nên là mình sẽ làm sữa tươi bật luôn. Vô vô tay vô tên luôn. Đây, cái này là sữa đặc với lại sữa chua cái cả nhà. Mình pha cho đều lên. Đây là lít 2 lít sữa tươi nha. Mình cho từ từ vô ngậy đều lên. Khi nào đủ 7 lít thì thôi. Khi qua bên đây cái nhà, tại cái thao này mình làm không đủ. Đổ ở đây. Đây là tiền sẽ lượt nước luôn nha. Nước này thì ba nấu nè, nó tả tan đường rồi nè. Giờ mình sẽ chán này đi để bỏ.
Bảy ơi, giúp con cái nữa chị Bảy ơi. Chị múc qua đi chị Bảy. Lấy cái ca, chị múc qua lấy ra đi em khuấy. Nước này là nó còn ấm ấm nha cả nhà. Mình để vô sữa chua vậy nè nó mới dậy lên. Tại nước ấm ấm thôi, nếu mà nước mà nó nóng nó sẽ đang sôi ụt 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 mà cái nhà đổ vô là nó sẽ bị chết cái cái. Không còn cái chịu nổi chết. Đúng rồi. Rồi cho hết cho luôn đi chị. Được rồi đó cả nhà. Mình cho vô hũ là mình ủ luôn đó nha. Rồi bây giờ là Tiền sẽ vô với chúng ba nghe cả nhà. Với chị Bảy. Gót lại cho chị Bảy đậy nắp đi. Nó sẽ có lan lan. Đây. Nó lan lan nghe cả nhà. Tới mí là được rồi chúng ba. Nó nhẹ, cái mí cái nó ồ. Mình làm thì nó sẽ lan lan như này cả nhà cho nó đẹp. Tí con cái kiwi này á là nó màu vàng á. Màu xanh nữa là là mình vừa có màu vàng, màu đỏ rồi màu xanh luôn. Này hai cái màu vàng chứ. Này hai cái màu vàng. Bị lầm lẫn mà. Nhầm lẫn chứ tại sao lại lầm lẫn? Được không ba? Vậy được không chị Bảy? Được rồi ha. Dạ. Cho vô nồi ủ nghe cả nhà. Đó, nhìn thấy nó vàng vàng, có ngoài là thấy đẹp rồi đó. Nồi nghe nhà chắc hủ nhiêu gỗ hủ đó hả? Còn nữa đó em ba ơi. Gỗ hủ là thiếu. Còn nữa. Sáng con mua nhiều lắm. Đây là 9 hủ. 9 hủ hả? Vậy là ca là 10 hủ, ca đầy là 10 hủ. Cái này là tiền lấy của chị là 4.000 hủ cả nhà. Tại vì nó có hương. Cái này là tiền mua trái cây mà tươi về mình sên rồi mình làm luôn chứ không phải mà mua mua cái chai người ta làm sẵn. Ngon quá bói ơi. Bói biết ăn này không ta? Giờ thì bói lo chơi rồi mới ai hai con má nó đỏ rồi chị Bảy y gian như là chắc nào muốn cắn hết sức mà nó nắng lên là hồng vậy đó thì có nó mất tiêu rồi. Cái kiwi á nó có cái hộp giống y gan như trái thanh long thấy không ba? Ừ. Nãy tôi làm cái kia nguội trước kìa. Cái dây đằng trước. Cái này là kiwi là cuối cùng hả? Kiwi là giữa. Giữa. Cái dâu mới cuối cùng. Chỉ lá luôn. Để cái khăn qua đây coi đó. Thôi để muối. Rồi. Mới để đắt thì để tí muối vô cưng dặn cho nó chắc nghe ha đắt để nó lặt cái là đổ nghe đắt dặn đi có cắt cái con không đi cứ cắt thì chịu rồi cắt nó mới nhưng ăn khớp giờ này mình chia ra thêm một màu nữa đi cho nó đẹp nè
tới cái màu này là màu trái dâu nha. Cái muỗng này bự không? Bự rồi. Muỗng nhỏ là cái rổ nó muỗng thôi. Đẹp không bà? Đẹp nha. Kiếm tốt chứ. Nó có phải có chỗ trắng nè, chỗ ấy nha. Cái này là tiền với lại thứ ba làm là nó sẽ có cái hộp của trái dâu luôn nha cả nhà. Quy kia cái màu tím. Cái gì mà? Cái quy kia màu tím tím. Nha. Cái màu tím là Việt Quốc. Yeah. Ôi đẹp quá cả nhà ơi. Đây. Nó lon lon nè, rất là đẹp luôn. Nó có hộp dâu luôn á chị Bảy. Đẹp ha. Ừ. Vừa đẹp vừa ngon. Nha đam thì mình thấy không rõ ha em bà. Tại vì nó trắng. Chưa, cơm mới sôi à. Làm nó khét hết hồn. Sao cái nước bắp á nó tràn ra, em để chỗ ngập mấy trái bắp á, thế nó sôi nó tràn ra. Bơi mùi rau bắp. Nấu giống thật ràng quá. Mà để luôn nó luôn. Ủ cho nó lên men đó. Rồi sao? Nó nói sao nó cái gì nó ê ê mà thì nó lên men là nó phải ê. Ừ. Ừ, ăn không quen á, mấy người già là cái tấm người ta cổ hủ mà. Không, sữa chua là nó phải có men chứ. Đúng rồi, như mấy cái vị bây giờ nít nó ăn á. Cái tuổi nhỏ nhỏ như cái này ăn cái người già ăn không quen. Khi ăn được đi là nó tốt cho cái đường tiêu hóa mình đó. Cái này dắt dư ra làm nước đá xiền luôn rồi. Nhiều quá thì nó không ngon. Nó phải có cái hương vị đủ của nó thôi. Dược. Đúng rồi. Đang hồi em sẽ làm cho mỗi người ly uống thử. Thử coi nó ra sao hả? Đúng rồi. Hé đắp. Dạ. Hồi cho tiền làm cho ngựn ly ha. Ôi vậy là nhiều lắm ha em ba ha. Còn bên đó bọc nó ghê khét. Càng bói xe quẩy nó đang sọn kìa. Bên mình lấy cái này là nãy giờ có đếm không đó? Thử đếm đi chị Tiền mua cho Tiền nhớ chứ. Hết này rồi. Hồi nãy bà nói nhiều hũ anh. Cái gì kìa? Cái bé ngồi xuống kia. Ôi nó dùng. Ôi nó quậy tròn. Quá rồi.
Ngoài lụm lia lịa luôn. Dạng thì thế là giỏi mà. Trời làm. Uổng uổng bà ơi. Đầu giờ lên cái coi. Chanh dây rất là đẹp luôn nha. Nó vàng đậm. Nổi hơn mấy kia. Rất là đẹp. Đừng có giục của mẹ con nè. Nó đen cái kia vàng nó nổi. Nổi hơn. Rồi đây. Mình sẽ còn nước chanh dây này cả nhà, Tiền sẽ quậy mỗi người ly súp chanh dây uống nha. Quậy cho ổ nha. Cho nó tan ra. Nước rồi nó đầu tan. Này mình quậy cho chưa thêm miếng nước nữa nha. Ít ít thôi. Chưa chưa thêm ba chưa chưa. Thêm ba quậy đi rồi để con làm cho. Xong mới để đi trá luôn ha. Dạ. Anh ơi. 1, 2, 3 Khi uống không? Không? Uống nước đá chanh nè. Hồng nồi. Ngon lắm. Cô đọc ơi, lại uống ba nhiều. Chị hai uống không? Uống heo ơi. Chị hai uống không? Cho uống. Lỡ đi hết rồi bỏ mày tôi lại. Chị áo không uống đúng không? Thêm ly nữa là đủ. 4 ly đủ rồi. Comment đúng không? Uống hả? Vậy comment ly nữa. Câu lạc lẽo trời. Ngon quá không chú. Có nhiều chia cho hết, dẹp cái tô luôn đi. Thôi. Chua quá không? Nhiều lắm, không được. Ừ. Ê, đâu xô sẵn hả? Để vài bữa người ta để tủ lạnh trời. Vài bữa người ta làm bán nữa. Cái gì? Cái gì muốn ăn cho lỗ quá gì ạ? Không, mà cái chuyện mà để tới bữa đó còn hay không thì tôi không biết nha. Ừ. Không biết. Sàn á. Kìa. Dưới sàn á. Mày uống chanh dây không nè, xuống nè. Rồi cho đá vô. Gì đây hả? Ừ. Để hình gì đừng có đè người ta xuống. Không, mình chỉ múc vô cho đầy thôi phải không? Đúng, đúng. Mình đập cái đá biêu liền lắm. Quá trời cục bự. Vậy là cái ly này thích ấm không bỏ. Ủa chị, sao không nhuyễn chị? Chị á già cả đập cái đá nó vậy đó. Đập đá hả muốn. Nhìn vừa nhìn đập nước đá không là muốn ê cái hàm răng rồi. Này sao nhai? Đây, cái chanh dây của mình nha cả nhà. Hồi mình sẽ quậy lên. Cái muỗng muỗng kia múc muỗng muỗng cà phê mình á. Tại vì hồi ai ăn nữa mình sẽ quậy lên nữa nha. Có múc có quậy. Cái này chắc làm được thêm ly nữa nè quý. Mấy giờ nhỏ nhất cái chanh ống. Để vô cái này là mình sẽ mít nha cả nhà. Mít trên miệng phải không? Như lại uống cốc tay rồi. Mình sẽ mít vô cho nó lạ lạ. Mít vô mà mít nguyên ra nguyên trái gì vậy? Sống thận, sống thận thì ngẫm của đèo. Uống vô mà bị chiều nay có gì là tại uống chanh dây chứ dâu. Ai không sao à, không sao đâu. Ủa cái trái đó kìa. Không bự. Nghe tiền. Ui, không được thẳng, không được đẹp. Nó sần sùi. Mình để lên có hình thức thôi. Để trái hình thức được rồi, để nhiều quá hao. Bảy mà ăn. Trời ơi, chị Bảy ơi, chị Bảy cho nước đá gì. Đá thì ham. Bỏ gì? Xuống mấy cục bự nó xuống dưới, đừng có ấy, tại già cả nữa mấy cưng tới tuổi 7 thì mấy cưng biết. Cái này để dành lại về đem về nhà ăn cái này. Già cả đập ba thùng muốn sụt chứ. Nó già làm gì. Rồi xong rồi này chị Hai ơi, nó đúng rồi chị Hai ơi. Nước đá đây, đá chanh dây ngon quá đây. Đủ chưa? Đẹp, mắt đó, hấp dẫn nha cả nhà. Rồi, xin mời cho chị Bảy đó nha. Đa bà. Bảy nhờ công múc. Đây, múc này kia cho các ramen nha. Rồi giờ Tiền xin mời bà cô chú anh chị bạn cùng dùng chanh dây với lại miếng cháo nha. Mời cái lên nhà, chị ơi. Cả nhà nha. Mình sẽ quẩy nó lên. Cũng hết, cầm mình cho mình lên. Nếu mà Tiền có cái đồ mà lắc ha. Là Tiền sẽ để đá thiệt rồi nhuyễn vô mình sẽ xào chế, lắc pha chế. Chế rượu hơn. Sẽ ngon hơn. Ăn thử cho chị cho nó ra làm sao. Im không? Thấy đẹp mắt không? Mình để ông nút vào nút đó ta. Mà cả nhà nghe uống bằng miệng luôn.
nước uống không luôn. Dính xuống nè, cái nhà ta chét không đi mà. Chét mà. Biết mà. Đừng có khử vậy. Từ từ tan ra. Còn không tan thôi. Ngon quá à. Ngon chua. Ngon quá. Kẹo nẻo, kẹo nẻo. Trời ơi. Ngon không? Chừng cả nhà nước chậm luôn rồi. Nhổ nước nữa ngon, nhổ ăn cá. Cái này là quậy để nước uống. Nước kịch sệt. Để cho ngon. Ngon chị. Chua chua, ngọt ngọt. Cái này là hành mứt luôn à. Nhưng mà mình phải pha chế, nếu mà mai mốt mà mình pha chế mình sẽ sử dụng bằng nước nóng á cả nhà. Nó sẽ tan ra. Để vô kẹo, mình làm kẹo á. Kẹo chanh dây. Kẹo mứt. Ngon mà. Bà nói này chưa nắng uống mát rồi, khỏe mà. Ngon quá cả nhà ơi. Em mít thử trước cho. Này, có ai tin tưởng em không? Khỏe mạnh đừng có trải qua mới trải qua một cơn bệnh nhỏ hay gì đó là uống không có được. Mấy người mạnh nên tôi uống rất là khỏe, còn mấy người đó như vậy. Đừng gượng yếu yếu lượng đó không được im. Là lụm đó nghe. Bây giờ cứ việc cái bài ra cái gì mà chua chua ăn đi. Là mình đỡ ra một chỗ. Thấy không? Đỡ ra hết người. Cái hồ uống được này cũng quậy khác à. Tức tức. Sao cái ly của bảy dâu nhiều dữ vậy? Ừ. Công cái bự nữa. Cái gì nè? Cái bự mà dâu nhiều mình cái nhỏ mà dâu không có nữa. Tùy theo cái gì. Giờ không giờ. Cắt đi một trái riêng nữa. Rồi hôm nay thì mấy em cháu xúm nhau làm sữa chua cả nhà. Chị giấu tên thì đặt tiền là tầm khoảng 300 hũ sữa nha. Còn dư ra cái phần suất trên dây thì là mỗi người liên đá uống thì thấy rất là bắt mắt luôn cả nhà. Tính ra mình làm này cũng ngon chứ bộ. Giống như mình bán vòng vòng đây thôi. Rồi. Còn đi anh Tư. Cha. Trên dây cha. Trên dây. Nước trên dây. Uống mát từ ruột tới tim đó. Cha uống thử coi. Không đi mằn mệt mệt mà uống này. Ngon chứ bộ. Xuất sắc luôn hả ba? Ừ, cái cục chanh dây vô ha, cái anh chấp chấp ha. Rồi nó đã. Cục này hả? Dạ không, có đó trái dâu. Cái cục đó, cái bỏ cái ly luôn. Cái này là ngọt ngọt á. Chép 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 nó ngọt ngọt, chua chua đã. Không, cái này vậy chứ, kẹo như vậy nè, chị quậy. Chị quậy hoài là còn hoài để uống. Ừ. Hết rồi, ra nước hoài vậy đó. Ngon ha. Phải ngon không? Kéo nữa là vừa. Vừa uống được nước cái chanh dây mà vừa được ăn kẹo chanh dây luôn. Kẹo bạch nha. Uống nước là ngon đừng ăn cay. Cay chua lắm. Không bị dụ rồi. Chị bảy dụ rồi. Chua. Vậy cho anh bảy con anh ưa cái chanh này lắm. Vậy hả? Chọn trước cửa leo kính mít đó là nó không đó. Lụm của chị Tám vậy đó. À. Dụ chua. Thì hôm nay thì cũng xong hết trơn phần sữa chua với lại những ly nước chanh dây, cả nhà uống rất là mát ngon luôn. Giờ Tiền cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị video sau. Bye bye, bye, bye.